Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Sau này liệu bạn và họ còn nói lại duyên xưa? Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực và cởi mở nhất. Và mình chỉ nói theo thông điệp của từng lá bài, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Hy vọng các bạn tiếp nhận thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Và sau đây mình xin trải bài tại nơi mình vừa đi chơi ở địa Trung Hải. Đầu tiên các bạn có lá bài The Hermit. Lá bài kế tiếp các bạn có lá bài The World. Và lá bài cuối cùng các bạn có lá bài The Star. Đây là tất cả những lá bài thuộc bộ ấn chính hết nha các bạn. Lá bài đầu tiên đại diện cho năng lượng của bạn, thì chứng tỏ bạn đang ở một trong cái giai đoạn bạn rút lui ra khỏi những cái mối quan hệ và quan tâm về thế giới bên ngoài. Cái sự rút lui này đã rút lui khỏi cảm xúc của bạn, bởi ra khỏi những người khác. Rút lui để bạn nhìn lại bản thân của mình, cần gì và muốn gì trong tình yêu này. Mục đích của bạn là tìm kiếm một cái gì đó ở bên trong của mình đó. Muốn có sự khám phá thực sự bản thân mình, cần gì và muốn gì. Một giai đoạn trầm lặng và khiêm nhường rất nhiều. Bạn có vẻ rất là đơn độc, nhưng cái đơn độc này giúp cho bạn quan sát và học hỏi về thế giới xung quanh. Cái sự yên lặng của bạn là sự kết hợp trọn vẹn cho bạn hiểu được cuộc sống của mình cần cái gì để bước tiếp tục. Qua cái việc giai đoạn này, các bạn sẽ phát triển rất là sâu sắc, sáng suốt và lựa chọn cái điều đúng nhất cho các bạn. Lựa chọn mình nên yêu và nên thương người nào và cần phải làm điều gì để cho tình yêu cái này phát triển. Và năng lượng ở một số bạn, các bạn cảm thấy bây giờ mình sống độc thân sẽ tốt hơn. Mình không muốn dính vào bất cứ cái gì mà phức tạp của tình yêu hết trơn á. Bạn cảm thấy bây giờ tình yêu không quá quan trọng đối với các bạn, bởi vì bạn động tâm với một người rồi, nhưng mà họ cũng không có để ý tới bạn nhiều nữa. Bạn mong là mình sẽ vượt qua cái trở ngại này. Bạn thuộc cái tiếp người là bây giờ mình sống cho mình trước đi, không có muốn gì ở một mối quan hệ hết trơn á, bởi vì sự bế tắc đã có sẵn ở trong người các bạn qua nhiều cái cuộc tình đau khổ rồi. Có thể ở một số bạn, các bạn đã trong một mối quan hệ lâu dài rồi, rất là lâu rồi, nhưng mà cái thời điểm này các bạn tạm ngưng lại cái mối quan hệ này. Các bạn muốn dành không gian riêng cho nhau. Bạn muốn là mình sẽ khám phá con mình cần gì và muốn gì. Do đó bạn có vẻ là như có vô tâm và thờ ơ với tình yêu lúc này dữ lắm á. Nhưng mà cái khúc này là cái khúc mà các bạn đang tìm kiếm bản thân của mình rất là nhiều. Do đó đừng có nóng vội các bạn. Hãy tập trung đi. Hãy giữ vững cái ổn định tinh thần của mình. Đừng bị dao động bởi cái gì hết á. Tất cả rồi sẽ qua. Cuối cùng cái giai đoạn này, cái giai đoạn để thấu hiểu cuộc đời, thấu hiểu bản thân mình muốn gì và cần gì á, nó sẽ cho bạn một cái kim chỉ nam. Bạn biết mình phải yêu như thế nào và tiến tới người yêu trong tương lai sẽ như thế nào. Và sau đây mình sẽ check năng lượng của cái người bạn muốn nghĩ đến, cái người mà có thể quay lại bạn hay như xưa hay không. Thì cái người này mang năng lượng của đáp bài The World ngược. Và năng lượng của bạn nghĩ tới cái người này, họ đang ở trong cái giai đoạn là The World có nghĩa là sự vận chuyển không ngừng, là từ cái khởi đầu sang ra một kết thúc, và nó tuần hoàn như vậy các bạn. Nó nói đến một cái sự gì đó thay đổi, một cái sự hoàn thành thực sự, một sự không thể diễn tả được. Một lá bài rất là may mắn khi cho tình yêu nha các bạn. Bởi vì ra ngược hay ra xuôi gì chăng nữa thì lá bài này cũng đeo chiều hướng rất là tốt. Nó cho thấy là dù các bạn đã cắt kết nối với người này một thời gian rất là dài, và bởi vì cả hai đều cảm thấy bế tắc, họ cũng thấy rất là cản trở khi tình yêu với bạn. Nhưng nếu như họ và bạn cùng có một cái sự trung thực nhất vì bản thân của mình, thì chắc chắn rằng mối quan hệ của bạn và họ sẽ bước lên một tầm cao rất là mới. Ở giai đoạn này, bản thân của người này, họ thấy được rằng họ có tiềm năng, họ hứa hẹn cho bản thân mình rất nhiều, nhưng mà họ vẫn chưa thoát khỏi cái cán của họ. Họ bị mắc kẹt rất là nhiều luôn các bạn. Nếu như họ có sự trợ giúp từ một phía nào đó, có thể là họ sẽ phát triển và họ bung ra. Họ sẽ biết như thế nào cuộc đời, họ cần gì và muốn gì, biết được con người thật sự của mình là ai. Lúc này họ sẽ biết là bạn là cái điều mà họ cần phải tiến đến, một mối quan hệ cam kết, một sự hoàn thành. Nếu như họ hiểu được mình là ai, muốn gì và cần gì, nhưng hiện tại họ còn bị mắc kẹt nha các bạn.
nếu như ở giai đoạn này họ biết và sử dụng những cái nguồn lực xung quanh như bạn bè hay là trong chỗ làm hay tất cả những gì họ có được á, họ biến nó thành sức mạnh của mình và họ biết cân nhắc, không bị kiềm chế bởi những cái quy tắc lực lệ mà họ đã tự đặt ra, thì tất cả họ đều đạt được thứ mà họ muốn. Cái gì thành công đến rất gần, mối quan hệ các bạn cũng tiến rất gần, nếu như cái họ biết thống nhất cái giác quan ở bên trong mình và bên ngoài. Họ bên trong họ muốn rất mất nhiều bạn, bên ngoài họ bị cản lại, họ không biết phối hợp hai cái đó để tiến tới một cái hợp nhất, để khiến cho họ có một sức mạnh tiến tới với các bạn, và tình yêu các bạn mới phát triển được. Khi mà họ hiểu được họ là ai, họ cần gì, muốn gì, thì lúc này mới là cái thời điểm mà mối quan hệ các bạn có thể tiến tới kết nối lại thêm một lần nữa. Và những kìm hãm đến từ đâu? Đó tính là đến từ những cái mối tình cũ của họ. Họ đang buồn về chuyện tình cũ, cái chuyện tình cảm mà khiến cho họ bị tổn thương. Họ không dám tiến đến mối quan hệ tình cảm với các bạn, bởi vì khi mà họ dành tình cảm cho ai đó đó, thì chắc chắn họ muốn là đối phương cũng phải dành tình cảm cho họ. Và nếu trong tương lai bạn muốn cho mối quan hệ này thật sự triển vọng á, thì bạn nên phải lên tiếng cho họ biết là bạn có tình cảm sâu sắc với họ như thế nào. Bởi vì họ sợ là sợ không có sự hòa hợp với nhau, họ sợ họ bị thất bại một lần nữa. Do đó họ đang trông chờ một mối quan hệ thật sự là cam kết trong tương lai, khiến cho họ chính thức được công nhận với tất cả mọi người. Và để nối lại tình xưa với người này thì các bạn cần phải duy trì cũng như đầu tư một cách nghiêm túc nhất, chứng tỏ là mình thật sự là thật tâm trong mối quan hệ này. Và chú ý là duy trì cái mối quan hệ này và giữ hòa khí nhất có thể. Hãy để cho mọi thứ đừng có thúc ép các bạn, hãy để thông thả tự vận hành theo chính nó phải thiệt diễn ra. Bởi vì cái không khí này ai cũng đang phát triển về mặt tâm linh, một trạng thái rất hoàn hảo về mặt tinh thần, cái thời điểm chín mùi rồi. Các bạn cứ để từ từ, các bạn hãy tận hưởng đó. Cái gì đến sẽ đến, hãy lưu giữ cảm giác này và duy trì cái việc phát triển bản thân của mình tốt nhất là cái điều bạn cần phải nên làm trong giai đoạn này. Nhất định mối quan hệ này sẽ được công nhận của cả hai nếu như bạn thật sự nghiêm túc đầu tư cho nó. Và câu trả lời liệu bạn và họ có thể nối lại tình xưa hay không, mình xin đảm bảo là có nha các bạn. Bởi vì lá bài đời Star này chính là lá bài của sự chữa lành, của sự hồi sinh, một cái sự lạc quan và hy vọng rất là mới. Nó mang một cái hình ảnh có sự hàn gắn thật sự giữa hai linh hồn với nhau, một sự hoàn thành, một cái gì thống nhất rất là nhiều luôn các bạn. Nhìn cái hình lá bài đi, một cái gì đó nó không có thể diễn tả mà vào lá bài, một cái gì đó nó trọn vẹn, chữa lành dữ lắm. Nó giống như là một cái con đường dẫn tia sáng hy vọng từ cái bóng tối. Nó hứa hẹn cái sự thay đổi, chữa lành và giải phóng năng lượng cực kỳ cao luôn. Một lá bài của sự lạc quan, mọi ước muốn đều trở thành hiện thực. Do đó các bạn hãy khiến cho mình, hãy hun hút, hãy trở thành một bản thân hoàn hảo nhất để mình có thể hun hút được cái năng lượng này nha các bạn. Nhưng lá bài này nó nói các bạn không phải là mình hành động cái gì mà gấp gáp hết đó. Nó là một cái sự bình thản ở nội tại, một trải nghiệm yên bình. Lúc mà các bạn cảm thấy mình yên bình nhất, đó là lúc năng lượng mạnh nhất. Hãy để cho nó diễn ra một cách tự nhiên. Cái sự chữa lành sau những cơn bão đã đạt qua rồi, các bạn sẽ thấy là mình rất là thú vị. Bạn lạc quan trong mọi tình huống luôn. Những cái hy vọng của bạn sẽ khiến nó trở thành sự thật và một năng lượng rất là mới mà các bạn cần phải có. Khi mà các bạn kiểm soát được năng lượng này, các bạn đừng có sợ không dám bước vào mối quan hệ. Các bạn, đây là cái thời điểm các bạn phải trở về thực tại với tình yêu. Bạn biết yêu thương, bạn biết trao đi giá trị, bao dung. Bạn hãy trở về cái thần huyết vốn có của tình yêu, đừng có sợ yêu các bạn. Bởi vì nếu như cả hai đều hướng tới một mối quan hệ thỏa mãn về mặt vật chất và tinh thần, cũng như là cái mong muốn các bạn, thì các bạn sẽ cảm thấy là mình sẽ có trọn vẹn hết. Nếu các bạn chỉ chú ý vào phần vật chất là các bạn sẽ thiếu thốn về vật chất nha. Do đó hãy tiếp cận với người yêu của bạn với một cái gì đó thật sự bao dung, yêu thương thật sự. Bởi vì một mối quan hệ lâu dài nó sẽ khiến cho các bạn gặp nhiều rắc rối nếu như các bạn chỉ biết chăm chăm vào cái vật chất không. Đây là cái điều bạn cần phải cho nhau cái sự bình lặng, cho nhau cái giá trị bao dung, để cho cái mối quan hệ các bạn diễn ra một cách khách quan. Và nó phải là một mối quan hệ có tương lai, cam kết thực sự.
các bạn phải đảm bảo cho mối quan hệ của mình xây dựng trên ba góc chính, đó chính là sự đam mê về mặt thể xác. Thứ hai là các bạn phải có sự cam kết trách nhiệm với nhau. Và thứ ba là các bạn có thể giao tiếp tất cả với nhau. Hãy giao tiếp thật sự. Khi mà các bạn để cho mình biết lắng nghe để thấu hiểu người khác, bạn hoàn toàn im lặng để nghe những cái gì tâm tư của họ. Lúc bạn hiểu họ, khi bạn hiểu thì bạn mới thương được. Đây là cái trải nghiệm mong muốn cho bạn có được. Từ đó bạn sẽ lan tỏa sự yêu thương này đến với họ. Chắc chắn hai bạn sẽ cam kết và trở lại với nhau. Nếu như cả hai biết phát triển về phần bản thân của mình một cách mạnh mẽ nhất, và người đó biết là kết nối cái phần tôi ở bên trong và phần ở bên ngoài của mình hợp nhất, thì nhất định hai bạn sẽ trở lại với nhau. Còn không, nếu như cả hai mà chưa có phát triển được, thì chắc chắn các bạn sẽ không trở lại được. Cái này là phụ thuộc năng lượng cả hai rất là nhiều nha các bạn. Và sau đây là thông điệp Oracle về tình yêu muốn gửi đến các bạn là gì. Và sau đây mình sẽ có một lá bài trúc ngẫu nhiên từ đại dương nha các bạn. Các bạn có thấy hôm nay cảnh đẹp không? Đây là mình đang ở trải bài ở một bãi biển cho các bạn á. Đó là chính sự hài lòng. Và thông điệp tình yêu ở đây rất đẹp, đó chính là sự hài lòng. Cái việc này là cái sự hài lòng dựa trên tình yêu bản thân và chấp nhận bản thân của mình. Đây là một cái nguồn năng lượng cao nhất trong tất cả các nguồn năng lượng các bạn. Khi các bạn biết yêu bản thương thân của mình, biết tôn trọng mình, cái sự tồn tại của mình, thì đây là cái năng lượng sẽ khiến cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn có một cái tần số cao nhất để vượt qua cái sợ hãi, nghi ngờ, bất an của mình. Chấp nhận bản thân của mình vốn vĩ là vậy. Và các bạn có thể là sẽ ngừng tìm kiếm sự chấp nhận và xác nhận từ người yêu của mình, từ người khác. Thay vào đó, bạn xác nhận bản thân của mình dựa trên tính giá trị và niềm tin của chính bạn. Điều này sẽ dẫn đến sự hạnh phúc và bình an thực sự cho các bạn. Tuy nhiên, các bạn phải chú ý là khi các bạn hiểu được con người và mình có ý nghĩa nào trong cuộc sống này, đây là cái lúc bạn biết bạn phải làm gì và cần gì, và bạn sẽ khiến cho cái người khác phải biết yêu bạn như thế nào. Đây là tất cả những gì thông điệp của trải bài muốn gửi đến các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem cái trải bài này. Hẹn gặp các bạn trong những trải bài lần sau.